Hello boys and girls, welcome back to my English lesson. Xin chào tất cả các em. Cô trò mình lại đồng hành cùng nhau trong tiết học ngày hôm nay. Unit 8, In the Village. Lesson 2, Part 3, 4, and 5. Page 35. Are you ready to start? Okay, let's go. Trước khi vào bài mới, cô mời cả lớp hãy cùng ôn lại những từ vựng mà chúng mình đã học. Các em hãy quan sát trên màn hình, lắng nghe và luyện đọc thật to nhé. V V V V Van Van Village Village Volleyball Volleyball Activity 3 Listen and chant. Look at the picture. We can see the village. There's a van on the road. The children are playing volleyball. Now class, let's listen to the chant. Cô mời cả lớp cùng lắng nghe giai điệu của bài chant. Cô giáo hướng dẫn các em đọc lời của bài chant. V V van. This is a van. V V village. This is a village. V V Volleyball. This is a volleyball. Cô mời cả lớp học hát từng câu. V, V, van. V, V, van. This is a van. V, V, volleyball. This is a volleyball. This is a volleyball. Well done. Let's listen to the chant again. V, V, van. This is a van. V, V, village. This is a village. V, V, volleyball. This is a volleyball. Giai điệu bài chant thật vui tươi phải không nào các em? Chúng mình nhớ dành thời gian luyện tập thêm bài chant nhé.
V, V, van. This is a van. V, V, village. This is a village. V, V, volleyball. This is a volleyball. Activity 4. Listen and circle. Nghe và khoanh tròn vào đáp án đúng. Để làm được bài tập này, trước hết các em hãy quan sát thật kỹ các bức tranh. Number 1. A. A car. B. A van. Number 2. A. A village. B. A van. Now listen carefully and circle. 1. This is a van. 1. This is a van. 2. This is a village. 2. This is a village. Have you finished? Let's check. 1. This is a van. This is the van. You choose A or B. Yes, B is correct. 2. This is a village. This is a village. The correct answer is A. Now class, listen and repeat. Cô mời cả lớp lắng nghe và luyện đọc. 1. This is a van. 2. This is a village. 5. Look and write. This is letter V, uppercase and lowercase. Cô giới thiệu với cả lớp, đây là chữ cái V viết in hoa và chữ V viết in thường. Cô mời cả lớp hãy quan sát cách viết. Sau đó, các em hãy luyện viết ở phần kẻ ô vuông trong sách giáo khoa. Phần tiếp theo, các em hãy điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để tạo thành một từ đúng. Village, volleyball, van. Vậy, chữ cái chúng mình cần điền đó là gì nào các em? Đúng rồi, đó chính là letter V. Village, volleyball, van. Phần tiếp theo trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em hoàn thành các bài 1, 2, 3, 4. Sách bài tập trang 25-26. Number 1. Look and match.
nhìn và núi. Các em hãy quan sát tranh, đọc từ và núi với tranh tương ứng. Cô làm mẫu. A. Then. And picture 3. Các em làm tương tự với các ý còn lại. Number 2. Listen and number. Nghe và điền số tương ứng với mỗi bức tranh. Các em hãy quan sát các bức tranh và lắng nghe phần âm thanh. 1. Can you draw a van? Yes, I can. 2. Can you draw a volleyball? Yes, I can. 3. Can you draw a village? No, I can't. Number 3. Look and write. Đây là phần luyện viết, letter V. Number 4. Look and write, then say. Các em hãy quan sát tranh, đọc từ và điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống để tạo thành một từ đúng. Sau đó chúng mình hãy luyện đọc các từ vựng này nhé. Sau bài học ngày hôm nay, các em nhớ dành thời gian ôn luyện bài, ghi chép theo hướng dẫn. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Goodbye!